Có ai từng yêu bạn thân học chung lớp với mình chưa? Đây là một câu chuyện về tình yêu lứa tuổi học trò của mình. Lúc tôi còn học năm lớp 11, tôi có ngồi cạnh một bạn nữ, bạn ấy cũng khá xinh và học cũng khá giỏi. Có điều bạn ấy là một người rất ít nói và không được hòa đồng với mọi người cho lắm. Đầu năm học khi thầy vừa sắp xếp chỗ ngồi xong, tôi được sắp ngồi gần với bạn ấy. Lúc đầu tôi không dám nói chuyện với bạn ấy nhiều. Nhưng sau một tuần thì cũng quen biết nhau hơn, tôi mới dần dần bắt chuyện với bạn ấy. Bạn ấy nói chuyện rất lịch sự. Dần dần tôi với bạn ấy cũng khá thân với nhau hơn. Vì bạn ấy ít giao tiếp với ai nên bạn ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi. Buổi sáng lúc tôi chạy xe đến trường, bạn ấy kêu tôi chờ ngoài cổng để đi vào trường cùng nhau. Đến ra chơi thì bạn ấy với tôi cùng nhau đi ăn. Theo thời gian dần dần tôi với bạn ấy càng ngày càng thân với nhau hơn. Bạn ấy luôn luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cũng có lúc tôi với bạn ấy cùng nhau cúp tiết học để đi chơi. Vì vậy tôi với bạn ấy thật sự có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Bạn ấy khi đi học bằng xe buýt cách trường cũng 5 cây số. Một hôm bạn ấy hỏi tôi, ê, mai mốt mày xuống nhà tao chở tao đi học nghe, tao làm biếng đi xe buýt quá. Vì cũng chung đường nên tôi cũng đồng ý ghé chở bạn ấy đi học chung. Dù chỉ là bạn nhưng bạn ấy rất hay nhỏng nhẻo với tôi. Kể cả việc cài quai nón bảo hiểm bạn ấy cũng kêu tôi cài dùm. Có một hôm ấy học thể dục 2 tiết nên về sớm. Bạn ấy rủ mình về nhà bạn ấy chơi. Khi vào đến trước nhà tôi, há hốc mồm, trước mặt tôi là một căn biệt thự 2 tầng. Bạn ấy kêu tôi dắt xe vào và lên phòng bạn ấy chơi. Lúc ấy tôi cũng thấy hơi ngại. Tôi mới nói, thôi tao ở dưới phòng khách này xem cá cảnh rồi tao không lên đâu. Bạn ấy mới nói, mày lên đây chơi nè, ở đó làm gì một mình. Vì bạn ấy kêu quá nên mình mới lên. Vô tới phòng mở cửa ra, một mùi hương thật ngào ngạt bay ra từ phòng bạn ấy. Bạn mới nói, mày nằm đó bật tivi lên mà xem đi, tao xuống dưới đi thay đồ. Tuy lúc ấy còn nhỏ nhưng tôi cảm thấy bạn ấy không được bình thường cho lắm. Một lúc sau bạn ấy thay đồ và lên phòng mở cửa ra, trước mắt tôi bạn ấy mặc một chiếc váy ngắn tôi nhìn mà cứ ngượng ngượng xáo á. Xong bạn ấy mới ngồi ghế và nói chuyện tâm sự với tôi về bản thân bạn ấy. Bạn ấy nói trước giờ bạn ấy chưa bao giờ dẫn bạn về nhà mình chơi và tôi là người đầu tiên. Tôi mới hỏi, vậy sao mày dẫn tao qua đây làm gì? Bạn ấy mới nói vì bạn ấy rất tôn trọng và yêu mến tôi. Nói xong tôi với bạn ấy đùa giỡn với nhau. Sau một lúc tôi nằm nghĩ mệt, bạn ấy còn nhảy lên người tôi và giỡn tiếp. Xong ngày hôm đó tôi về nằm trằn trọc không ngủ được vì nhớ bạn ấy. Tôi đã bắt đầu yêu bạn ấy rồi. Sau một thời gian cứ thân mật với nhau như vậy, tôi không thể kiềm chế cảm xúc nữa và tôi quyết định bày tỏ tình cảm mình với bạn ấy. Vì được bạn ấy rất xem trọng và khá thân mật với tôi nên tôi quyết định bày tỏ tình cảm mình với bạn ấy. Lúc đó vì còn quá nhỏ cho nên tôi chưa suy nghĩ đến hậu quả của nó. Vì tôi thấy bạn ấy không hề giữ khoảng cách nam nữ với tôi mà rất tự nhiên với tôi. Có khi tôi chở bạn ấy đi học, bạn ấy còn ôm eo tôi nữa. Nên dần dần tôi yêu bạn ấy đậm sâu hơn. Nói thật, thời tôi đi học còn nghèo lắm, mỗi ngày đi học chẳng được nhiều tiền như những bạn trẻ bây giờ. Nhưng tôi vẫn mua đồ cho bạn ấy ăn mỗi ngày. Bạn ấy với tôi hầu như là không còn giới hạn khoảng cách với tôi nữa. Cho đến một ngày, ngày đó khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình. Hôm ấy vào ngày cuối tuần, tôi có rủ bạn ấy đi chơi với tôi cả ngày. Hai chúng tôi đi chơi rất nhiều chỗ và chụp hình với nhau rất nhiều. Bạn ấy có leo lên lưng tôi và nhiều người khác chụp hình giúp nữa. Đến lúc đi ăn, bạn ấy ngồi kế bên tôi và cũng hay đút cho tôi ăn nữa. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm mình với bạn ấy. Đến khi chiều về đến nhà bạn ấy, tôi mới nói, ê, tao có chuyện này muốn nói với mày. Ra ghế trước nói chuyện với tao nè. Bạn ấy nói, sao mày không về đi chiều rồi còn nói gì nữa. Nhưng một lát bạn ấy cũng đi ra ngồi gần tôi. Tôi mới lấy hết can đảm của mình để bày tỏ tình cảm với bạn ấy. Huyên à, tao thích mày. Mày là người yêu của tao nha, tao thích mày lắm. Bạn ấy mới chửi tôi, mày bị khùng hả, đừng có giỡn như vậy, nghe tao không thích đâu đó. Tôi mới nói, tao thật sự rất thích mày. Mày cho tao cảm giác được yêu, được quan tâm. Tao biết mày cũng thích tao mà, phải không? Bạn ấy đỏ mặt và quay nhìn ra một hướng khác. Tôi mới nắm tay bạn ấy nói tiếp, làm người yêu tao nha. Tao sẽ ở bên chăm sóc và quan tâm yêu thương mày nhiều hơn. Bạn ấy mới giật tay tôi ra và nói, mày về nhà đi trễ rồi. Và không nói gì với tôi cả và một mạch đi thẳng vô nhà. Lúc ấy tôi hoang mang lắm. Tôi rất lo sợ. Một lúc sau tôi cũng về đến nhà. Tôi định lấy điện thoại ra sạc, bất ngờ tôi mở điện thoại sáng lên. Tôi thấy bạn ấy nhắn tin cho tôi với nội dung rất dài. Bạn ấy nói, thật ra bạn ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân và chỉ muốn làm bạn với tôi thôi, chứ không có ý muốn tiến tới cùng với tôi đâu. Tôi đọc xong thấy mình hụt hẳng vô cùng. Tôi đau lòng lắm. Nhưng suy nghĩ lại, tôi nghĩ nếu bạn ấy không yêu tôi, tại sao lại thân mật với tôi như vậy? Tại sao là bạn mà không hề giữ khoảng cách với tôi, vẫn ôm và nắm tay các kiểu, chẳng khác gì so với người yêu cả. Hôm sau lên trường, tôi gặp bạn ấy đi cùng tôi và không nói chuyện gì với tôi cả.
Đến khi vô học, tôi có xé một tờ giấy nhỏ và vẽ tên tôi và tên bạn ấy ở giữa để trái tim. Bạn ấy nhìn xong rồi ném ra chỗ khác. Bạn ấy nói sau này không cần đến đón bạn ấy nữa. Tôi hỏi sao vậy, bạn ấy không trả lời. Lúc đó tôi đau buồn vô cùng và tôi biết kể từ lúc đó, tôi đã mất đi tình bạn với bạn ấy. Kể từ đó bạn ấy dù ngồi gần tôi nhưng vẫn không nói chuyện với tôi nữa. 2 tuần sau bạn ấy xin chuyển trường đi nơi khác và không còn gặp tôi nữa. Lúc ấy tôi buồn lắm, tôi rất hối hận vì mình đã làm như vậy. Giá như tôi không cưỡng cầu tình cảm với bạn ấy, thì bây giờ tôi với bạn ấy vẫn có tình bạn đẹp với nhau. Tôi rất ân hận vì chính tôi đã khiến tình bạn này tan vỡ.